Rồi, bắt đầu nha. Chúng ta thường thiết lập, khi bắt đầu vẽ chúng ta thiết lập các cái thông số ban đầu này. Chúng ta đưa cái nhóm bút vẽ vào này. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta chọn cái bút vẽ này, là pen đây này. Đó, bút vẽ nhé. Rồi, thì bây giờ thầy hôm nay là sẽ học, chúng ta học một số những cái chức năng là vẽ các cái hình cơ bản. Hình cơ bản quan trọng mà các con hay phải tham gia những cái cuộc thi đấy, thì phải vẽ những hình phức tạp hơn, thì hôm nay là học những cái hình cơ bản nhất để mà chúng ta dùng nó để vẽ những cái hình phức tạp hơn nhé. Rồi bắt đầu là chúng ta thông thường chúng ta khi bắt đầu vẽ chúng ta thiết lập các cái thông số ban đầu của việc vẽ này. Chúng ta đưa cái này vào này, rồi chúng ta đặt cái chế độ ví dụ như này. Chúng ta vào pen, chúng ta đặt cái chế độ là đây, lệnh là chúng ta xóa tất cả đi, xóa tất cả cái màn hình đang có này. Rồi chúng ta nâng cái nâng bút lên này, đây lệnh nâng bút nhé, pen up này, nâng bút này. Đấy. Cái lệnh này là lệnh trên này là lệnh erase all, lệnh xóa tất cả màn hình này, lệnh pen up này. Rồi chúng ta thiết lập bút này, là màu, chúng ta thiết lập màu sắc này, màu sắc này. Chúng ta thiết lập cái kích thước của bút này. Đó. Mà chúng ta sẽ bắt đầu tập vẽ ở chỗ này nhé. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ chúng ta sẽ học cái bài vẽ đầu tiên. Chúng ta sẽ học cái vẽ là chúng ta vẽ các cái hình là tam giác đều, tứ giác đều hay là ngũ giác đều. Chúng ta vẽ cái hình vẽ cái hình hình vuông nhé, hình tứ giác đều nhé. Rồi. Ví dụ chúng ta vẽ như sau này. Thì cái hình vuông là gì? Chúng ta sẽ vẽ như sau, chúng ta sẽ là chính là một cái là đây này, tôi mô tả nhé. Chúng ta bắt đầu hạ bút xuống này, bắt đầu từ vị trí này này, chúng ta xoay sang bên để chúng ta vẽ xoay hướng cho ban đầu, chúng ta cho hướng là 90 độ này. Đấy, để trên này 90 độ, tức là quay sang bên phải nhé. Đó, sau đó chúng ta cho cái vòng lặp, đưa cái vòng lặp là 4 lần. Sau đó chúng ta vẽ cái độ dài của một cạnh, dùng cái lệnh là move chuyển phi về phía trước đấy. Đó, ví dụ như là di chuyển, ví dụ như là 100 bước chẳng hạn. Đấy. Sau đó là xoay trái hoặc phải cũng được. Xoay trái là vẽ vòng tròn, là vẽ hình vuông theo ngược kim đồng hồ. Còn nếu mà xoay phải là vẽ theo chiều xuôi kim đồng hồ, cho đặt trái như là cho đặt là 90 độ. Và lặp cái này trong vòng 4 lần. Thế đây chính là cái lệnh là đây chính là lệnh vẽ đây, vẽ hình hình vuông đây, có cạnh là 100, được chưa? Vẽ xong chúng ta nâng bút lên để phòng chúng ta nâng bút lên. Đó. Thế đây là cái đoạn lệnh nhỏ thôi để vẽ một cái hình vuông bắt đầu từ vị trí hiện thời. Là đứng ở đây, bất cứ chỗ nào cũng không quan trọng. Sau đó là vẽ, để cho chạy thử nhé. Đấy. Bây giờ thầy muốn cho nó ẩn đi, cho nó nhìn dễ hơn nhé. Thầy đặt chế độ vào Look và cho nó ẩn đi. Mà ẩn đi thì nó dễ nhìn, lệnh 2 là ẩn đi này. Ta cho lên lần đầu tiên đi. Đấy. Nhá. Vẽ lại này. Đấy. Vẽ hình vuông chưa? Vẽ hình vuông nhé. Đó. Với cái độ dài này là cái chỗ move này là 100 này nhé, còn chỗ này là 4 này. Đó, thì bây giờ thầy tổng quát nhé, các bạn thấy tổng quát là như sau này. Đây, tổng quát nhé, bây giờ thầy muốn sửa thành là vẽ hình tam giác đều thì như thế nào, các bạn chú ý nhé. Đây, chú ý là nếu vẽ hình tứ giác đều thì đây nó là 4 xong xoay trái 90, như vậy là 4 x 90 là 360. Như vậy là 4 nhân với 90 độ là 360 độ. Thì nếu sửa ở đây thành 3 đấy, sửa đây thành 3 thì ở chỗ này này phải là bao nhiêu? Phải là cái số là nhân lên 3 là 360 độ, nhưng chỗ này sẽ là 120 độ. Đấy, là chú ý. Thì bây giờ là vẽ đây là vẽ hình tam giác đều. Đấy, tao nói cho các bạn thấy không nào? Và cái độ dài này là cạnh đây. Cạnh đây. Đấy. Nhưng mà chúng ta có cái tổng quát là gì? Là giả sử ở đây là vẽ hình 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 đa giác đều là n cạnh,
Bây giờ thầy sẽ tạo một cái biến nhớ, biến nhớ mà đặt tên là n, n được chưa? Rồi bây giờ thầy đặt nó đây, thầy đặt n nó bằng tổng quát nhé, n nó bằng 5 chẳng hạn, thầy để ở đây 5, không 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 cần, rồi đặt là 5 ở đây nhé. Sau đó thầy cho n vào đây, như vậy là đây là lọc n lần, cho n vào đây nhé, lọc n lần, bên này bằng 5. Thì ở chỗ này này, các bạn chú ý là chỗ này là góc B, góc xoay này, góc xoay này phải nhân với n là phải bằng 360 độ. Vậy suy ra góc chỗ này này, chỗ này này là phải bằng là 360 chia cho n. Đã, thầy đặt vào cái phép toán này, thầy kéo cái phép chia ra này, chia nhé. Đó, chỗ này nó phải là 360 và chia cho n, thầy kéo cái n ra, đây, kéo n ra. Đó. Thì chỗ này thì thầy đưa nó vào đây. Như vậy bây giờ thầy có một cái hình, có một cái bài vẽ được cái hình đa giác đều tổng quát, chứ không phải là vẽ hình tứ giác đều hay là tam giác đều, hay là bây giờ thầy vẽ ngũ giác đều nhé, vậy này. Đấy, ngũ giác đều. Được chưa? Bây giờ sửa chỗ n là sửa chỗ này thành 6. Thì những cái lục giác đều đúng không nào? Đấy, thế sửa chỗ này thành 7. Thành 7 thì nó làm một đa giác. Đấy, nó trồng lên đây này. Bây giờ thầy chỉ muốn cho nó xuống là được, kéo nó xuống là được, nhưng mà thầy cũng kéo nó không xuống. Rồi. Đấy, như vậy chúng ta có một cái bài tổng quát là chúng ta có thể vẽ được hình bất kỳ hình với cái hướng vị trí là đang vẽ hiện thời, và hướng là 90 độ. Chúng ta có thể điều khiển hướng là hướng hướng bất kỳ, mà chưa bắt thầy để dừng ở đây nhé. Nhưng mà đây là cái bài đầu tiên chúng ta học ở đây nhé. Thì bắt đầu nên chúng ta chọn vị trí bắt đầu của mèo là chúng bây giờ ta chọn là vị trí nó gần ở bên trái dưới cho nó dễ, là âm, ví dụ như là âm âm 120, còn chỗ này là âm y là âm âm 100 chẳng hạn, nó sẽ nhỏ thôi. Thằng tâm vào đây. Vừa vặn nhé. Đó. Được chưa? Đấy. Nếu mà ta để n càng lớn ấy thì cái hình nó càng to ra, và nó to hẳn ra ngoài màn hình, chúng ta sẽ làm sau nhé. Đây là cái bài tập của hôm nay, là cái bài là chúng ta vẽ tổng cái hình tổng quát là hình đa giác đều tổng quát nhé. Bây giờ chúng ta ghi cái bài này lại, là cái bài đầu tiên của hôm nay. Bây giờ thì ghi ra nhé, hôm nay là buổi thứ 5 rồi đấy, đây nhé, B5 đi. Bài đầu tiên là cái bài là vẽ đa giác đều, vẽ đa giác đều. Chúng ta vẽ một cái hình đơn giản như thế đã nhé. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Thì các bạn nào có máy tính có thể, chúng ta có thể ngồi chúng ta làm luôn, vẽ luôn xem nó có ra được hình đó không. Cái hay của bài này là gì? Chúng ta vẽ một tổng quát chứ không phải vẽ mình cụ thể là tam giác đều hay tứ giác đều, mà chúng ta cũng vẽ hình n đa giác đều. N là một cái biến nhớ chúng ta nhập tạo trước, chúng ta nhập ngay trên hình như này. Ta nhập ngay trên hình đây. Đấy, thì đây là một lệnh tổng quát nhé. Các bạn đã làm thử chưa? Có thấy nó ra không? Đúng đúng như này chưa? Đúng nhé. Mà chúng ta chú ý này, nếu mà n lớn lên ý, thì nó sẽ to ra và nó sẽ ra ngoài màn hình. Đây này, mình sẽ để chỗ này, mình sẽ để n bằng bằng 10 để to ra ngay, nó sẽ vướng, nó sẽ 10 này. Đấy, to hẳn ra ngoài màn hình nó không hay lắm, rất là khó. Cho nên là chỗ này là khi mà n mà lớn lên ý, thì cái chỗ múc này, đây là cái lệnh, đây là chính là cái độ dài của hình, nó phải ta để hào cạnh phải để nó bé lại. Thì ta để lấy 10 ta để đây là 50 thôi, nó sẽ vẽ được. À, ta vẽ được nhé. Đó. Thấy không nào? Nhưng mà chúng ta chú ý là nó có hai con số, một là cái n là cái số cạnh của đa giác. N là số cạnh của đa giác đều. Còn cái lệnh move này. Lệnh move này là mô tả cái độ dài của một cạnh của đa giác. Bên thầy mới thử nhé. Thầy tạo ra một cái biến nhớ là tên là D. Tên là D, tổng quát luôn, D nhé. Mà thầy gán D chính là độ dài bằng cạnh. Bây giờ thầy mới đặt vào đây. Bây giờ D thầy đặt là 50 chẳng hạn. Thầy để vào đây. Thì như vậy đây là cái bài mà
chúng ta cố định trước là n và d nhé. Đây này, ta gọi. Đấy. Bây giờ tăng n lên là tăng n lên là 12 chẳng hạn, nó to ra một chút. Được chưa? Đấy. Nhé. Hình như đây là bài số 2. Đây là thầy ghi ra đây là bài đa giác đều số 2. Đa giác đều 2. Tổng quát hơn một chút là vừa là tổng quát theo cả n theo cả d. Thầy nhắc lại nhé. Cái d là gì? N gì? N là cái cạnh của đa giác đều, là đỉnh đa giác đều. Còn d là độ dài cạnh của đa giác đều. Tôi cho nhớ công thức là đây là chúng ta múc đây, chúng ta kéo cái d vào đây là được này. Đấy. Múc d. Như vậy là múc vào đây đây. Vì thầy muốn cho nó nhỏ lại thì thầy sửa d thành 30 chẳng hạn, cho nó nhỏ lại thôi. Đấy, bé lại. Được chưa? Như vậy là hình của chúng ta là phụ thuộc vào hai tham số là n và d là mình nhất tổng quát. Thầy ghi lại bài này lại lần nữa cho nó có quên nhé. Đây chính là bài là đa giác đều 2 đấy. Đa giác đều 2 nhé. Được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy sẽ tổng quát nữa cho các bạn xem này. Thế bây giờ thầy tăng n lên thật là cao. Thầy cho d nó bé lại. Giả sử nhé, thầy tăng n lên là 50. Một hình đa giác đều là 50 cạnh. Và cho d nó bé tí lại, d nó bé lại bằng bằng 10 thôi. Bằng là 10 sẽ như thế nào? Thử nhé. Ôi, có thấy hình gì hình như thế nào nhỉ? Thấy hình tròn không? Đó. Đấy, như vậy là khi mà chúng ta nhận xét là nếu mà chúng ta vẽ hình đa giác đều mà n lớn lên quá 50 trở lên thì hình nó tròn. Như vậy đây chính là lệnh vẽ hình tròn. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là đây chính là cái lệnh vẽ hình tròn thế này. Vẽ hình tròn với n mà lớn nó bằng 50 trở lên thì nó chính là vẽ hình tròn. Đấy, thì bây giờ chúng ta ghi cái này lại và chúng ta với hình tròn chúng ta có thể để chúng ta ghi lại nữa. Bài này là vẽ hình tròn nhé. Khi vẽ hình tròn này chúng ta không cần biến n nữa, vì n là cái biến dùng để chỉ đa giác đều thôi, cho nên chúng ta không cần n nữa, chúng ta để bất kỳ, cho nên ta để là 50 chẳng hạn, người ta sửa lại nhé. Bây giờ thầy sửa lại như xong rồi thầy bỏ n đi này và thầy để chỗ này là 50 này, để chỗ này là 50 này, đúng không? Và để cái bỏ cái n này ra, để chỗ này là 50 đó. Thì đây mới thực sự là hình tròn thế này, hình tròn bé nhé. Để trở lại này, đó. Cái hướng ban đầu là cái hướng ta bắt đầu vẽ từ đây này, bắt đầu vẽ từ đây này, hướng cái này, đó, đúng không? Nhá. Cái điểm dưới đây là cái điểm bắt đầu vẽ này. Nó đi ngược đến đây, đi xuôi như này này. Đó. Nhá. Rồi. Thế bây giờ thầy sẽ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ thêm một chút nữa nhá. Bây giờ thầy muốn vẽ là không phải hình này, thầy muốn vẽ như sau này. Thầy muốn vẽ là một cái đường ngang như thế này. Một đường ngang như thế này, đi ngang ở đây. Sau đó là cái đồng hồ cái tròn xoay như thế này thì làm thế nào? Bây giờ thầy vẽ như sau này, bây giờ thầy sẽ làm cái bài tập tiếp theo nữa. Cái bài này chính là bài vẽ hình tròn đây. Thầy lưu lại là vẽ, đây là vẽ hình tròn. Bây giờ thầy sẽ làm như sau này. Thầy sẽ vẽ một cái đoạn thẳng. Sau đó là vẽ hình tròn, bây giờ thầy sửa luôn cái này, thầy bỏ cái d ra, vẽ n thì không cần này, còn d thì bỏ d đi nhá. Thầy để d này thì nhỏ, thầy để d là 10 chẳng hạn. 10. Đấy, thì đây chính đoạn vẽ hình tròn đây này. Cho đây em múc nó nhỏ đi tôi nhé. 5 này. Đấy, được rồi. Nó bắt đầu vẽ từ đây nhá. Thế bây giờ thầy muốn là nó vẽ khác đi một chút này. Nó vẽ mà bây giờ thầy muốn vẽ một đường thẳng ra đây này, xong vẽ xuống như thế này thì làm thế nào? Đây, một vẽ ngang này, xong như thế này. Làm như nào? Đấy, khó hơn nhé. Bây giờ thầy làm sao này. Trước khi vẽ thầy cho nó chỉ vẽ một đoạn thẳng.
thì dùng lệnh này, thì dùng lệnh move một đoạn, ví dụ là 100. Trước khi vẽ hình tròn chúng ta cho một cái kèm lại là 100 nhá. Xem nào. Đó, nó thành như này này. Thấy không nào? Như vậy là cái đoạn thẳng này này là nằm ở đây này. Đấy. Đây sẽ nó xoay này, hình tròn đây này. Thấy không nào? Như vậy là đoạn thẳng của hình tròn nhá, chính là ở đây. Được chưa? Chính là ở đây. Đấy. Chúng ta thấy chưa? Bây giờ bài này thì cũng ghi lại thành một cái bài nữa cho yên tâm nhé. Bài này là bài là vẽ đoạn thẳng và hình tròn. Đấy. Cái hướng là rất quan trọng luôn. Hướng này là hướng đi ngang như này, đúng không nào? Đấy. Thế bây giờ thầy sẽ làm như sau. Thầy sẽ sửa lại là gì? Thầy muốn như sau này. Thầy muốn là nó vẽ như này cơ. Như này cơ. Thì như vậy là trước khi mà nó vẽ ở đây, thầy phải xoay sang phải 90 độ thì mới được. Đấy, mình làm như sau này. Thầy mới xoay sang phải 90 độ trước khi vẽ ở chỗ này. Chèn cái này vào đây. Chèn cái này vào chỗ này này. Đó. Đi về phía trước là 100 bước này, xoay phải 90 độ xong bắt đầu vẽ. Thì được. Thầy kiểm tra lại nhé. Đấy. Thấy không nào? Vẽ đúng ý muốn chưa? Thì muốn là nó đi thẳng này xong xoay phải. Không vẽ được 90 độ. Được chưa? Rồi bài này chúng ta tạm thời chúng ta ghi lại ở đây nhé. Ghi lại ở đây nhé. Chúng ta nhớ này. Biết cái bài là cái bạn này chép vào vở đi. Chép vào máy tính đi. Cho kịp. Cũng làm cái trang này luôn á thầy. Cái hình nó y chang luôn. Thế à? Ra đúng đúng như này không? Đúng à? Dạ đúng rồi. Ừ, ok rồi. Đấy, bây giờ chúng ta... Bây giờ bắt đầu khó hơn này. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập khó hơn là như thế này nhá. Thầy sẽ muốn là ở đây thầy đi ra này, xong xoay 80 độ này, trong đó xoay một vòng này, xong lại đi về chỗ này thì làm thế nào? Xoay xong lại đi về chỗ cũ đó. Thế khó hơn nhá. Thì làm như sau này. Xoay này, xoay 90 độ này, xong đi một vòng tròn này. Sau đó là muốn quay về thì thầy làm như sau, thầy cho nó ngược trở lại. Ở chỗ này là xoay phải 90 độ thì đây thầy xoay trái 90 độ. Xoay trái 90 độ. Để nó trở lại vị trí gốc này. Sau đó thầy đi lùi về. Thầy dùng lệnh move là -100 nó sẽ đi lùi về vĩnh vị trí cũ. Đấy. Thì ở chỗ này là cái chỗ mà đi lùi về chỗ cũ chính là chỗ này đây nhá. Chỗ này này. Chỗ này là 90 độ này, dưới này là dưới quay phải, đây là chỗ giữa này là vẽ hình tròn này. Xong chỗ này là quay phải này, sau đó để vẽ xong hình tròn quay trái để trả lại về vị trí hướng cũ, xong đi lùi về 100 độ. 100 bước. Vẫn thế thôi. Bây giờ thầy thử nhá. Đây thầy sửa chỗ này thành là không phải là 90 độ mà đây nó là 45 độ thì sao? Thì có được không? Được. Đấy. Thấy không nha? Sửa thì để đây là 0 độ thì nó như thế này. Đấy. Nha. Bây giờ sửa ở đây đây thì để 0 độ này. Vẽ như này này. Sau thầy xoay ngang sang bên này. Vẽ hình nữa có được không? Được, thầy làm như sau. Các bạn chú ý nhìn nhé. Ở chỗ này là không độ này, xong chỗ này là đoạn vẽ hình này. Chỗ này này. Bây giờ thầy mới làm sao? Không độ này, vẽ xong đi về chỗ cũ này. Sau đó thầy là quay phải 90 độ ở đây. Quay phải 90 độ ở đây. Đấy. Sau đó thầy copy cả cái đoạn này xuống. Để nó giống như vậy. Đấy. Sau đó thầy copy cả cái đoạn này. Thầy copy cái đoạn này nhé. Quay phải 90 độ, sau đó là đi ngang, sau đó lại thầy copy cái đoạn này này. Đoạn này này, thầy bấm chuột phải, bấm nút duplicate là copy nhé, thầy đưa ông đây. Đấy, bây giờ để hình mới hơn rồi đấy nhé, chúng ta qua quan sát này. Như vậy là chúng ta copy cái đoạn này này, cái đoạn này này,
nó giống với đoạn cái đoạn này đó. Thì em thử xem nhé, này thấy không nào? Đấy, bây giờ chúng ta đã thấy là nó cái cách chúng ta làm là nó như vậy nhá, nó như vậy. À, vì chúng ta có copy cái đoạn này, cái đoạn này là có bạn copy xuống này, được không ạ? Xuống đây này, xong quay này, xong đi lùi xuống này, xong quay phải này, quay phải đi phía trước này, quay này, xoay này, lùi, đấy, nó ra hình này, được chưa? Đánh vào đây là cái bài tập mà tiếp theo là cái bài tập là vẽ hai hình tròn, vẽ hai hình tròn, và bây giờ thầy tổng quát cho các bạn xem nhé, thầy tổng quát này, tổng quát là vẽ n hình tròn luôn, tổng quát thế mới nó mới khó nhá. Chúng ta có nhìn có nghe nghe cái gì không? Nhìn rõ được không? Thầy ơi, thầy ơi, có nhìn rõ hình không? Con không làm được, chỉ vẽ được một hình tròn với lại một đường dài thôi thầy. Không 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 tròn à? Không vẽ được một hình tròn thôi, một hình dài. Hình dài nhá, hình dài thì sai rồi, phải là hình tròn mới đúng chứ. Thì các bạn bắt chước thầy thì coi chúng ta vẽ nè. Chúng ta nhớ là phải copy nhá, đây này. Chúng ta nhớ là copy cái đây này, đây này. Cái đoạn này là giống này, hai đoạn là giống nhau này. Đó, cái này là giống cái này này. Thầy bỏ cái này ra ngoài nhé, cái này giống cái này này. Đó. Thì nhé, bắt đầu là nhìn phía trên này. Xong cái này này. Vẽ xong rồi xong lại đưa vào đây, xong đưa xuống đây nữa thì nó ra. Đấy. Nhá. Đó. Các bạn vẽ đi. Vẽ ra thầy nè. Cho chính xác nào. Đây, tôi để đây cho chúng ta cùng vẽ, các lớp cùng vẽ nhá. Đó. Đây, nhìn rõ chưa? Phóng từ nhỏ này đấy. Đây, vẽ đi nào. Rồi, nó ra hai hình tròn nhưng mà nó không ra cái hình giống như là vuông như thầy, mà nó như là hình tam giác thì sao? Phải nhìn kỹ lại xem đấy. Phải làm giống hệt thầy thì nó mới ra giống của thầy. Làm không giống hệt thầy thì nó không ra. Sau này các bạn phải suy nghĩ thêm, nhưng mà làm nào cho đúng nó đúng như vậy nhá. Thầy hướng dẫn lại từ đầu được không thầy? Gì cơ? Thầy hướng dẫn lại từ đầu á thầy. Từ đầu á? Trời ơi, dễ không nghe gì à? Thôi bây giờ thầy sẽ dẫn làm tổng quát luôn cho các bạn xem nhé, tổng quát luôn. Tổng quát luôn nó mới hay nhé. Bây giờ như này, bây giờ thầy sẽ vẽ một cái bông hoa bốn cánh hay là n cánh. Mỗi cánh như vậy là có cái bông hoa tròn ở đầu. Vẽ tổng quát luôn, vẽ từ điểm không trở đi nhé. Bây giờ thầy sẽ nêu cái bài mới và thầy sẽ vẽ các bạn cái hình vẽ từ đầu, thì các bạn quan sát nhé. Từ đầu đây này, chúng ta lấy con mèo này là cái bút vẽ này nhé. Rồi từ đầu này, bây giờ thầy sẽ từ đầu thầy cho con mèo vào giữa tâm của màn hình, sau thầy sẽ bắt đầu vẽ. Chúng ta cùng nhau làm với thầy nhé, làm từng bước một nhé. Đây ban đầu đây, thầy để cái này vào đây này. Rồi sau đó thầy bắt đầu như sau này, thầy nhắc lại. Thầy như sau nhá, thầy cho con thầy mèo ơi. Này ơi, thầy chuyển cái ngôn ngữ thành tiếng Việt được không thầy? Để nhìn vô không biết là cái cục nào luôn đó thầy. Tiếng Việt đây, nhìn rõ không nhá? Bắt đầu thầy để cái này là bắt đầu nhá. Rồi bây giờ làm tiếp theo này, thầy đặt cho con mèo vào giữa của hình này nhá. Đây thầy vào chuyển động thì đặt đi tới điểm 00 này.
Hoặc thầy ẩn con mèo đi, thầy vào hiển thị, thầy dùng lệnh ẩn đi. Ẩn đi này. Rồi, sau đó thầy thiết lập cái hình vẽ ban đầu để cho thầy nhớ lại. Thầy sẽ vào đây nhá, bút vẽ đây này. Thầy sẽ xóa tất cả này. Đặt bút màu màu này này. Thầy đặt màu xanh cho đẹp nhé. Đấy, màu xanh nhé. Đặt kích thước bút vẽ bằng 1 nhé. Đấy. Và thầy đặt dùng lệnh là nhấc bút. Nhấc bút. Đó, đây là cái lệnh ban đầu nhé. Ban đầu. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ vẽ cho các bạn 4 cái cành N. N cành. N tổng quát luôn cho nó cho các bạn xem nhé. Đây, thầy tạo một cái biến nhớ có tên là N. Thầy ơi, bút vẽ nó có cái... Gì cơ? Bút vẽ ở đâu thầy ơi? Bút vẽ đây này, ở đây này. Anh thầy không có bút vẽ đó hả? Đây thầy, con bấm ở đây nhé. Bấm ở đây này. Thì ra nó nhìn thấy bút vẽ ngay, là thấy ngay nhé. Ừ. Bổ sung bút vẽ vào. Bút vẽ đâu có sẵn mà. Đó, chúng ta làm cái lệnh này nhé. Đây. Thế mình nhỏ nhỏ lại cho nó dễ nhìn nhé. Đây, ừ đây. Đấy. Bây giờ thầy đặt N bằng N thầy đặt bằng 4. Chúng ta sẽ tổng quát sau nhé, N ở đây. Đặt N bằng 4 nhé. Rồi. Đây là cái lệnh ban đầu. Ban đầu. Rồi thì bây giờ thầy sẽ vẽ như sau này. Thầy các con làm lệnh này đã đi này. Ban đầu là thầy cho mèo nó ẩn đi này. Mèo đứng vào tâm. À, thế được rồi. Hướng của mèo thì không quan trọng, mèo nó ở tâm, tâm của kia màn hình rồi. Thế bây giờ thầy sẽ làm cái lệnh là vẽ N cái cạnh của cái là cờ xanh thì nó không có hình gì hết. Sao? Lúc em bấm mà lá cờ xanh thì không có cái hình gì bên trên. Hình nào? Sao giờ không có hình? Có hình nhưng không có hình. À nó chưa thấy, nó chưa vẽ. Đây thầy đang làm nó vẽ đâu nhá. Để thầy bắt đầu vẽ này. Thầy vẽ 4 cạnh trước này, vẽ hoa sau này. Đây. Thầy sẽ là lặp 4 lần à, lặp không phải là 4 lần mà lặp N lần luôn. N đây là 4 rồi. Thầy đặt vào biến số thì tôi kéo N ra. Lặp 4 lần luôn. Lặp như nào nào? Đây, làm như này nhé. Thầy đi về phía trước. Ở đây phải thêm là cái lệnh là hạ bút đã. Nhấc bút. Ở đây là thầy bút thầy để lên trên này. Và mình đặt cái lệnh là hạ bút xuống đều để bắt đầu vẽ. Đặt bút nha. Đây. Chuyển về phía trước là 100 bước. 100 bước. Xong thầy xoay trái. Di chuyển về phía trước 100 bước. Vẽ này. Được chưa? Sau đó là thầy đi lùi về cốc tọa độ. Để con phát lùi về nữa nó mới hay cơ. Đấy. Sau đó là di chuyển. Đấy. Lại phải di chuyển trừ 100 bước. Sau đó thầy xoay trái. Một góc bằng là 360 chia cho N. Thì nó mới ra đúng là cái phép chia đó. Để đem vào đây. Đấy. Để đây là 360. Và cho tròn một góc của hình tròn. Và chia cho N. Đấy, thì xoay trái như này. Và lọc cái này là 4 lần. Thì nó sẽ vẽ được cái gì? Nó sẽ vẽ được cái cạnh. 4 cạnh. Xem thử cho bạn xem nhé. Như này. Ra là như này này. Đó. Thấy không nào? Nó ra được là lên, thầy mô tả lại này nhé. Di chuyển này. Di chuyển này về phía trước nhé. Như này. Vì là cái này là di chuyển 100 bước này. Xong đi lùi này, xong xoay này, di chuyển này, lùi này, xoay này, di chuyển này, lùi này, xoay này, di chuyển này, lùi này, xoay này. Đấy, đúng đúng như này. Thấy con nào? Đó là dấu cộng đúng không thầy? Dấu cộng đúng rồi.
Nếu mà n ở đây thầy để là số 5 thì nó ra là chúng ta là hình là hoa năm cánh, là năm cạnh như này. Đó. N ở đây thầy để là 6 thì nó ra cái này. 6 thì thầy nó ra cái này. Thấy không nào? Ừ. Mà thầy để 4 cho đẹp thôi, thầy để 4 cho 4 cho nó dễ, hay 5 nữa, 5 cho nó đẹp nhé, 5 này. Đó, như vậy chúng ta vẽ trước là cái cánh của bông hoa, ta vẽ trước. Phát xuất từ tâm mà vẽ năm cánh là đều nhau bằng cái vòng lặp như này. Cái này các bạn phải chú ý nhé, hơi khó một chút đấy. Rồi chúng ta đã vẽ được chưa? Các bạn vẽ ra đây đi nào, được chưa nào? Tôi đã hiểu lần này chưa? Đã hiểu chưa? Rồi. N có thể thay đổi, nhưng mà ta tổng quát nhé, đây là vẽ bất kỳ một cái N, bất kỳ N có thể bằng 3, bằng 4, N bằng 2 thì như nào? N bằng 2 thì là đây, N bằng 2 thì như này, N bằng 2 thì nó là như này, 2 đây, đấy. N bằng 3 đây, N bằng 3 thì nó như thế này, N bằng 3 thì nó như thế này, thấy không nào? Đấy. N bằng 5 thì nó như thế này, N bằng 5 thì nó như thế này, đều nhau mà, đó. Thế bây giờ là như sau này, khi mà nó chạy ra đây này thì thầy bắt đầu vẽ hình tròn ở đây, vẽ hình tròn ở đây này, này thì nhớ lại bài lúc nãy nhá, thì vẽ hình tròn chúng ta nhớ lại bài lúc nãy này, chúng ta nhớ lại cái bài lúc nãy thầy vẽ hình tròn này, chúng ta làm như sau nhé. Cái lệnh hình tròn nó lệnh như sau này, là cái lệnh như sau, là cái lệnh này vẽ hình tròn là chúng ta nhớ lại này, là cái lệnh là chúng ta có một cái vòng lặp là đi là 50 bước, 50 bước nhé, sau đó đi về phía trước khoảng là đi về phía trước khoảng 5 bước thôi. Đấy, sau đó là xoay trái. Thì để riêng ra để nhìn cho nó dễ mà. Riêng ra. Xoay trái đây. Xoay trái bằng bao nhiêu? Bằng là 360 chia 50. Thế mình kéo cái thằng này ra. Đấy, nhớ lại cái bài vẽ hình nhé. 360 và chia cho 50. 50. Đấy. Thì đây chính là cái bài mà vẽ hình tròn hôm lúc nãy nhé. Bây giờ cái này thầy sẽ để vào đây, thầy để vào cái chỗ này, khi di chuyển là 100 bước rồi thì nó vẽ, thầy đưa đây vào giữa đây này đó. Thì như vậy là di chuyển 100 bước vẽ hình tròn xong lùi lại nhé. Nhưng mà thầy nhớ lại này. Thầy bỏ cái này ra nhé, thì thầy là như thế này đây. Thì thầy bỏ cái này ra, thầy đưa cái hình đây, cái là phần vẽ đây, thì đưa nó vào đây và đưa nó vào đây, thì nó vẽ thế này ra như thế này, mà thấy nó rất đẹp luôn đấy nhá. Thấy chưa? Vì sao như vậy? Vì cái đoạn này là đoạn vẽ hình tròn, được chưa? Nhưng bây giờ thầy muốn nó vẽ thế này không đẹp, thì muốn nó vẽ nó phải như này cơ thì nó mới đẹp. Đấy, như vậy là như sau này. Trước khi vẽ hình tròn thì thầy cho nó xoay bên phải 90 độ. Xoay bên phải 90 độ. Và vẽ xong thì thầy xoay ngược trở lại cho vào vị trí cũ, là xoay trái là 90 độ. Nhá. Thầy đưa cái này vào đây và trước khi vẽ hình tròn. Đó. Và vẽ xong thầy đưa cái này là trả lại, đưa vào đây. Đường dưới ngoài này. Đó. Thì bây giờ được một cái hình hoàn chỉnh hơn cho bạn xem nhá. Đây này. Hoàn chỉnh hơn rồi đấy. Ôi, quên mất chưa lùi. Nhầm chỗ này là phải xoay 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 trái. Để nhầm xoay trái 90 độ. Thì đưa nó vào đây. Xoay trái 90 độ thì mới đúng. Đấy. Nhắc lại nhé, đây này, chỗ này này. Chỗ này là xoay, nhưng mà trước khi xoay thì để xoay phải, xong xoay vòng tròn xong trả lại là xoay trái để trả lại. Đó. Thử nhé. Đúng rồi đấy nhá. Được chưa? Đó, các bạn chú ý nhé. Vậy nhưng mà chúng ta vừa hoàn thành một cái bài là vẽ hình tổng quát. Hướng mà hướng bắt đầu là hướng bất kỳ không quan trọng. Bây giờ đây thì sửa chỗ này thành là 5 thì thành 6 thì nó thành là hình 6 ngay. 6 thì nó thành hình hình 6 cạnh ngay. Hình bông hoa sáu sáu cạnh ngay, thấy không, rất đẹp. Đó.
có thể bất kỳ. Như vậy là cái một cái bài rất là tổng quát như vậy nhé. Muốn cho hóa nó bé đi một tí nhé, thầy để chỗ này là không phải di chuyển 5 mà thầy di chuyển lên là 4, nó sẽ bé đi một tí. Bé đi một tí. Đấy. Đấy, thì bài đây đây chính cái bài tập trong 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 sách nhá. Đó, chúng ta chú ý nhá. Đấy, các bạn làm cái này đi. Các bạn chép vào trong vở của mình đi, làm cho đúng chính xác nào. Nha. Đây là cái bài rất rất quan trọng đối với đầu chúng ta nhé. Mình để màu gì cũng được đúng không Ờ thầy? đúng rồi, điểm để màu gì cũng được. Thầy ơi, không vẽ là vẽ 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 màu gì cũng được cho ạ. Còn vẽ đi nào, vẽ vào trong mặt trục máy tính của mình để vẽ thử xem nào, xem đúng không nào nhé. Ơi đây là bài vẽ bông hoa đây, đây là vẽ hoa nhiều cánh nhá, vẽ hoa nhiều cánh nhá, nhiều cánh tròn đấy, vẽ hoa nhá. Tổng quát luôn đấy. Được chưa? Chúng ta nhớ cái cách vẽ một hình này, hình tròn cho nhỏ nhé, là hình tròn là gì, là vẽ bằng một hình cái hình đa giác đều là 50 cạnh thì thành hình tròn thôi, chứ ở giữa này chính là cái đoạn mà vẽ mà hình đa giác đều này nhé. Đó. Gì? Xong rồi thầy làm vẽ cái khác nhé, các bạn xong này đã nè. Được chưa? Chúng ta nhớ cái lệnh vẽ hình tròn và cái chỗ này để vẽ hình của hình cái hoa, được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy sẽ chuyển sang vẽ một hình khác cho các bạn xem nhé, để chúng ta học. Chúng ta phải dùng mẹo để vẽ. Bây giờ như này, xong chưa nào? Xong rồi nhé. Bây giờ thầy chuyển hình khác này. Đây, thầy new cái bài bài mới này. Và thầy vẽ một hình khác nhé. Bây giờ như sau này. Thầy muốn vẽ một cái hình tròn tâm
là điểm 0, bán kính là R bất kỳ ở ngoài này, thế mình tròn. Làm thế nào bây giờ? Khó không? Nhá, đây. Thầy tạo một cái biến nhớ có tên là R. Để mà chỉ cái biến nhớ này chỉ cái độ dạng cái bán kính của hình tròn. Được chưa? Đó, bán kính này. Thầy có thể nhập bán kính như vào. Và ở đây này, tâm nhé. Hình tròn này. Vẽ hình tròn là bán kính R, tâm là điểm 0,0. Có vẽ được không? Đấy, chúng ta phải dùng mẹo mới vẽ được nhá. Không rất là khó đâu, không dễ đâu. Bây giờ các con cùng với thầy chúng ta cùng nhau làm bài tập đó nhá. Là cho trước bán kính R và điểm tâm của hình tròn và chúng ta phải vẽ hình tròn đó. Đấy, thì các bạn đều có nhiều cách làm nhưng thầy chỉ có còn một cái cách là gọi là vẽ mẹo. Vẽ mẹo nhá. Bài này có rất là nhiều cách. Nhưng mà các bạn đây là cách làm mà thầy muốn mô tả các bạn là mẹo. Rồi làm bắt đầu nhé. Chúng ta bắt đầu này. Bây giờ chúng ta mô tả cái ban đầu này. Chúng ta cho cái này ở đây nhé. Đấy. Ơi. Cái gì cơ? Nha. Nào. Bây giờ chúng ta làm bài mới nào, chúng ta sẽ vẽ bài tập là cho trước R. Đây, thầy gán là đây thầy đặt gán nhé. Thầy đặt R là bằng bao nhiêu? Đặt R ví dụ là bằng bằng 100 chẳng hạn. Bây giờ thầy sẽ làm thế nào để vẽ được một cái hình tròn bán kính R. Biết tâm là để lại điểm 0,0. Đây, thầy cho con mèo nó chuyển động đến điểm 0,0 bắt đầu nhé. Đây, 0,0 đây. Và cho mèo nó ẩn đi. Để chúng ta quan sát con mèo cho nó dễ. Ẩn đi nhé. Thì đặt cái chế độ vẽ này, thì đặt chế độ vẽ này, đầu tiên thầy xóa tất cả này, nhé, đặt bút màu này, này, đấy, đặt kích thước của màu này, kích thước bút này là 1 này, bảo thầy dùng lại là nhấc bút lên, đấy. Ở đây bắt đầu vẽ, nhờ thầy bấm, đó, bây giờ ẩn đi nhé, thầy bắt đầu vẽ này, thì chúng ta quan sát nhé, để các bạn nhìn thầy, quan sát thầy và chúng ta vẽ này. Hướng có thể là hướng có thể bất kỳ. Thầy làm sao này? Bây giờ như sao? Thầy sẽ đi về phía trước. Vì cái bán kính R mà thầy từ tâm đây này. Thầy đi về phía trước là 99 bước. Nhá. Sau thầy hạ bút đi tiếp một bước nữa. Như vậy vẽ được một cái điểm. Vẽ được một cái điểm là điểm đó là điểm có độ dài là 1. Xong thầy lùi lại. Thầy lùi 100 bước về 0. Sau thầy xoay sang bên phải là 1 độ, trái 1 độ, xong lại là làm tiếp như vậy. Đó. Cái làm như sau nhé, các bạn nhìn thấy này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái vòng lặp quanh đúng vòng tròn. Vòng tròn của chúng ta là 360 độ, chúng ta sẽ có cái vòng lặp là 360 vòng lặp nhé. Rồi, chúng ta làm như sau nhé. Các bạn quan sát thầy này, vẽ mẹo này. Đầu tiên thầy cho, thầy nhấc bút này, nhấc bút rồi nhé. Thầy cho con mèo nó đi về phía trước. Là R đây là 99 bước, tức là R trừ 1 bước là ở trong trạng thái là nhấc bút. Như vậy là đi về trước đây di chuyển này là R trừ 1 bước. Đấy, thầy phải vào cái phép toán này. Thì là phép trừ. Phép trừ là R trừ 1 và đây thì kéo R này ra. R trừ 1 bước. Chỗ này là các bước này là đi bước này là đang nhấc bút không phải hạ bút. Vì nó không vẽ. Sau đó thầy sẽ hạ bút và thầy vẽ một bước. Đây, thầy đặt bút. Và thầy di chuyển một bước. Hay không nào? Như vậy,
Như vậy đáng lẽ là phải đi về phía trước là R bước để đến cạnh vòng tròn, thì thầy đi về phía trước là R trừ 1 bước trước này, là nhấc bút, sau là hạ bút, di chuyển về phía trước là 1 bước. Đó, thì vẽ chỗ này là vẽ này. Vẽ xong là một cái độ dài là 1. Sau đó thầy sẽ lại nhấc bút. Lại nhấc bút. Nhá, nhấc bút. Đấy. Nhấc bút, đây này. Chỗ này là vẽ này. Đi về phía trước R trừ 1 này. Xong là hạ xuống là vẽ 1 bước, vẽ 1 này. Sau đó thầy phải đi lùi về. Lệnh đi lùi là lệnh di chuyển này. Đi lùi về bao nhiêu? Đi lùi về là trừ R bước. Vì đây là đúng R bước mà. Đi lùi về R, trừ R bước. Mà trừ R là cái gì? Là trừ 1 nhân với R. Thầy vào cái phép nhân. Đây, phép nhân. Nhân là cái này này. Đó. Thế đặt đây là trừ 1. Trừ 1 nhân với R. Chứ này có thấy nó bị tối, hơi toán học một tí không? Đấy. Đây là đi lùi về 0,0 này. Chỉ R bước này. R bước này. Sau thì xoay bên trái là 1 độ. Xoay trái là 1 độ. 1 độ nhé. Vì sao? Để vì đây là lọc đây là 360 mấy độ. 360. Ơi. Chứ nên phải là 1. Cái màn hình của thầy hồi nãy nó bị đơ đấy rồi. Cái tài mình chỉ thấy là đầu tiên là lặp lại 360 di chuyển cũng phép trừ r trừ 1 rồi đặt bút rồi di chuyển 1 như vậy đúng không? Có nhìn nhìn rõ chưa? Nhìn rõ không? Thì thầy ơi, nó ra có chữ cờ à thầy ơi. À. Đâu? Chữ nào? Cờ đâu? Nó ra có chữ cờ à. Thì thử nhá. Cái này, xoay thử cái này. Sao xoay nó có đúng không nhá? Đúng là hình tròn bán kính là R không? Đấy, thầy vẽ đúng cái gì nữa? Thấy con nào? Nó ra chữ cờ quá thầy. Nó ra hình tròn mà nó ra chữ cờ. Các con là các con phải vẽ cái lặp là lặp 360 cơ thì nó mới đúng là hình tròn. Chú là phải là lặp. Con ghi là 300 rồi. Ghi 360 đi, sửa lại nhá. Chúng ta chú ý là cái vòng tròn là 360 độ. Chúng ta chú ý là cái phép xoay này là nhân cái này là phải là 360. Ở đây của mình là 360 rồi, đây là 1 độ. Được chưa? Đó. Nhưng mà chúng ta đã vẽ được cái hình này là hình được chưa? Đấy. Tại vì đây là cái bài mà là vẽ mẹo là một cái hình tròn bán tâm là R, tâm là 0,0, bán kính là mà bán kính là R. Đấy, chúng ta có thể tổng quát là tâm là điểm bất kỳ, là x y bất kỳ. Được, tổng quát là như vậy nhé. Chúng ta làm như sau này. Bây giờ đến đây chúng ta vẽ, bây giờ thầy mới đặt nhá, này tâm đây này. Thì đặt là tại điểm là 0 và y là 10 chẳng hạn. Thì ra cái này là ta dừng một tí. Đấy. Chúng ta có thể vẽ chỗ này là đi tới điểm xy này là có thể là bất kỳ ở đây chứ tâm của hình tròn. Tâm có thể đặt một điểm bất kỳ ở trên màn hình. Thầy thầy cho bấm cái độ pro lớn lớn vẽ nhanh lên nó thầy lớn tự lớn hiểu luôn cái hình nó thầy. Không đây trong turbo đây không có được. Thì thầy thử turbo là cái gì là ở đây gì mà thử nhé. Vẫn thế. Đó. Hay vượt bắt. Nó chả vẽ cái gì luôn á thầy, mới bấm vô lát cả xanh cái tự nhiên nó hiện nguyên hình tròn lên luôn. Bật cái đỡ turbo á thầy. À thế máy 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 của em thúc bên máy thầy nó chỉ này nó không được turbo nó đúng nghĩa đâu. À nó bị xong rồi này. Đấy nó nhanh quá, chẳng nghe chẳng nhìn cái gì nữa, nó không hay. Được rồi, thế bây giờ đây là cái bài là thầy sẽ vẽ là gì? Thầy đặt chế độ là vẽ hình tròn nhá. Vẽ hình tròn tâm O bán kính R. Được chưa? Đó. Và bây giờ chúng ta có thể vẽ được rất nhiều hình khác được. Chúng ta có, từ bài này chúng ta có thể vẽ được rất nhiều hình khác. Đó, thấy không?
Bây giờ như này nhé. Bây giờ như này. Bây giờ chúng ta sẽ sửa vào định mà đây chúng ta yêu cầu một như đồ bài của chúng ta là vẽ cái hình 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 tròn đặc màu vàng, vẽ mặt trời chẳng hạn, thì làm như thế nào nhé? Bài này thì sửa đi một chút thì là thành như là vẽ hình tròn đặc, tức là vẽ mặt trời tâm O bán kính R thì làm thế nào nhé? Thì bài này chúng ta sửa đi một chút thôi và rất là ngon lành, chúng ta có thể vẽ được. Vậy thầy sẽ làm lại nhé. Đây bây giờ thầy xóa thì làm lại này, bây giờ thầy lên này bỏ đi ở đây nhé. Đây là thầy sẽ thầy lưu về máy tính, thầy làm một cái lệnh mới là vẽ vẽ hình mặt trời bán kính R mặt trời. Thì mặt trời chúng ta không làm mẹo nữa, chúng ta xóa luôn, ta bỏ đây luôn đây. Rồi bây giờ thầy đặt màu này, đặt màu cho hình tròn là hình cho mặt trời là màu vàng nhé. Màu vàng, được rồi. Thầy, này, cái chỗ em là bị đơ thầy. Sao? Nó lại bị đơ lại thầy. Mà mấy nào mấy em bị đơ, mà cháu bị đơ. Mày thầy có đâu có đơ đâu. Cái hình đó thầy, cái thầy đang chia sẻ thầy với bị đơ rồi thầy. Còn tính bình thường. Chứ là do mạng thôi, mạng yếu thôi. Mấy thầy vẫn bình thường mà. Ừ, tại vì là vì mạng nó bị yếu thôi nhé. Yeah. Bây giờ thầy sẽ làm bài tập khác là vẽ ông mặt trời. Ông mặt trời với tâm là điểm 0,0 kính R. Thì bài này dễ rất nhiều. Là thầy cũng đi lên đi lùi nhưng mà thầy đi một lần thôi và lùi về và xoay. Nhá đây. Rất đơn giản. Đây nhá. Đây. Thầy hạ đặt bút này. Đặt bút luôn. Đặt bút đây này nhá. Sau đó là thầy sẽ đi về phía trước. R bước đi luôn, đi luôn là R bước, sau đi lùi, sau đó đi lùi, các bạn lên đó nhé, đi lùi là cũng là R bước để về tâm. Ta nhớ lệnh này đi lùi nhé, là chính là cái lệnh là di chuyển là âm 1 nhân với R, trừ 1 nhân với R. Trừ 1 nhân với R. Sau đó là xoay trái 1 độ. Đó, vẫn nó rõ mà. Khi này thầy tắt mic. Đó. Bây giờ thử lại nhé, xem ta vẽ đúng như nhá. Đây này, đây này đúng như đúng nhá. Thầy vẽ chơi thử này. Đấy, thấy chưa nào? Bây giờ thầy vẽ cho chậm lại để ta nhìn nó khó nhìn quá, thầy bật tắt chế độ turbo nhé. Đấy. Coi như là đây là làm trong Scratch nó không có lệnh tô màu, thầy làm giả tô màu luôn. Thấy không? Đó. Mà chúng ta vẽ đúng hình tròn luôn. Chỉnh cỡ nét vẽ thành hai đi. Đó, chúng ta bài R chúng ta có thể điều khiển được, R là bất kỳ mà. Đây, thầy cho R xuống còn là 80 thôi nên nó nhỏ lại. Hay là 60 nhé. 60 thì nó bé lại. Và chúng ta vẽ một hình tròn đặc. Thầy ơi. Thấy không? Đấy. Nhưng bật chế độ turbo đây thì rất nhanh, thầy bỏ chế độ turbo đi thì nó như thế này. Rồi. Thấy chưa? Đó. Đây là bài vẽ ông mặt trời hay là vẽ hình tròn đặc nhé. Bây giờ thầy ghi lại bài này là vẽ ông mặt trời đâu rồi? Vẽ hình mặt trời. Vẽ mặt trời đặc nhé. Mặt trời đặc. Đặc. Bán kính R. Thấy không nào?
Hôm nay là cái bài là chủ yếu là nói về các lệnh vẽ nâng cao mà, thế còn chú ý nhé, vẽ các hình vẽ nâng cao. Đấy. Thì các bạn thấy là thầy đều đưa vào những cái không như vẽ hình hơi khó hơn, mà đưa vào những cái biến nhớ để mà có thể tổng quát được hình vẽ, tổng quát hình vẽ. Bài này là vẽ hình tròn đặc bán kính R, tâm là một vị cho trước, tâm có thể là không không, có thể là vị trí bất kỳ, x y bất kỳ. Đây chính vị trí tâm đây này, tâm là ở đây này, đó, thấy không nào? Biết thế, vẽ mình cái hình mình tròn hình đặc nhỏ nhé, tại vị trí là 100 và điểm y là cũng là 100 chẳng hạn ở góc trên nhé, và đây thầy cho cái r nhỏ lại, r còn là 50 thôi. Đấy, vẽ thử chọn xem nhé, hình ở phía trên này, đấy, tròn, thấy chưa? Đấy. Tròn đặc. Tâm là vị trí bất kỳ trên màn hình và biết trước là và có bán kính tổng quát là R. Đấy. Các bạn ghi bài này vào bán kính của mình đi nào nhé. Không không khó đâu, chúng ta chú ý nhé. Không khó thì có thầy ơi. Có khó không? Không khó. Bình thường rồi, rồi bây giờ thầy sẽ chuyển sang chúng ta làm một cái phần mềm thực sự nhé, là chúng ta làm cái phần mềm như sau này, làm phần mềm là chúng ta mô phỏng một cái phần mềm vẽ hình, vẽ hình ở trên màn hình. Đấy, vẽ hình có đủ màu sắc ở trên màn hình. Làm trò chơi hay là cái game. Game là vẽ bảng màu. Nhá, chúng ta làm cái chúng ta chuyển sang cái bài tập tiếp theo. Chính là cái bài chúng ta tập vẽ một cái tạm cái game đơn giản thôi, nhưng mà là vẽ thực sự vẽ một cái bảng màu nhé. Thầy chia sẻ lại được không thầy? Cái máy sơn sơn mạng yếu quá, thì tôi đơ miết luôn thầy. Thế à? Các bạn khác có bị đơ không? Con ở đây được. Con không bị đơ. Có thầy cũng đơ. Con mình cháu bị đơ thôi, mình khác với ai đơ đâu. Thầy bây chia sẻ lại nhá. Nào, chia sẻ lại nào. Được chưa? Đấy. Không thấy thầy ơi. Có thấy không? Thấy rồi. Ok. Rồi thầy thấy rồi đó thầy. Rồi. Như vậy hôm nay chúng ta đã học rất nhiều thứ, học được vẽ một cái hình hình bông hoa này, vẽ hình tròn này, vẽ một cái hình tròn tâm R. Tâm mà không bằng kính R, không đặc, và vẽ tròn đặc. Vẽ tròn đặc dễ hơn, vẽ tròn với cái đường tròn khó hơn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, là chúng ta cùng nhau làm cái game nhỏ nhỏ. Không phải game mà là một cái phần mềm nhỏ nhỏ, làm một cái bảng vẽ trên màn hình. Mặc dù rất đơn giản nhé. Tức là chúng ta sẽ dùng cách là dùng chuột để di chuột để vẽ hình ở trên màn hình. Đấy, chúng ta tập cái đó nhé. Rồi, bây giờ như sau này. Bây giờ chúng ta new một cái chương trình mới, và chúng ta sẽ làm một chương trình, một cái game nho nhỏ, một cái chương trình nho nhỏ là thực sự làm một cái trò chơi là dùng chuột vẽ hình, vẽ được hình. Đấy, nhé. Rất đơn giản thôi. Bây giờ thầy sẽ dùng chuột, nhưng mà thầy muốn mô phỏng cái hình vẽ là cái bút vẽ trên màn hình. Biệt các con xóa mèo đi. Xóa mèo đi và chúng ta chuyển sang, chúng ta chọn cái hình là hình cái bút. Đây,
chúng ta tìm hình là cái bút chì nhá. Ở phần P. Đây, bút chì đây này. Đấy. Bước tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ làm chuyển cái tâm của bút chì về vị trí này, chì đầu này. Đấy, chúng ta chọn bút chì nhá. Chúng ta vào trang phục của nó nhé. Và chúng ta sẽ làm như sau, thầy cho nó nhỏ lại một tí là thầy dùng cái này, thầy bôi đen chọn tất cả này, xong thầy di chuyển cái này, di chuyển về đầu, đó cái đây là tâm của nó này, thì di chuyển về đây. Đấy. Rồi, thì bây giờ tâm của bút đã ở đầu rồi. Và bây giờ thầy sẽ bắt đầu lập trình để chúng ta có thể chúng ta tìm cách để chúng ta vẽ hình. Rất đơn giản thôi. Là như này nhé. Chúng ta sẽ có một cái hình này đây. Bây giờ thầy sẽ như thế này, thầy sẽ lập trình sự kiện. Đây. Đây nhé. Khi bắt đầu bấm vào cái nút này thì thầy là như sau này. Thì thầy sẽ đưa vào một cái vòng lặp vô hạn. Vòng lặp vô hạn. Liên tục nhé. Và thầy kiểm tra khi nào mình nháy chuột ấy thì mình hạ bút. Khi nào không nháy chuột thì mình nhấc bút. Đó, cái hay là chỗ đó nhé. Đây là cái lệnh rất đơn giản thôi. Thì nó nằm ở như sau này. Ở trong cái vùng cảm biến nó có một cái lệnh để kiểm tra xem là chuột có nháy không. Cái này, chuột được nhấn hay không này. Đó. Cái này là một cái lệnh như là một cái hàm số, một cái tín hiệu cảm biến ấy. Mỗi khi mà chúng ta nháy chuột thì nó trả về giá trị là đúng. Còn chúng ta không nháy chuột thì nó trả lại giá trị là sai. Đấy, cái con mà là nó luôn luôn như vậy, cho nên chúng ta dùng nó thì chúng ta sẽ điều khiển. Khi mà chúng ta nháy chuột thì chúng ta hạ bút, còn nếu không chúng ta nâng bút. Được chưa? Để làm như sau. Chúng ta vào cái lệnh điều khiển và chọn cái lệnh là tổng quát là nếu thì nếu không thì đấy. Nếu không thì đây này. Đây này là kiểm soát nếu có gì thì cái gì, nếu không ngược lại thì là cái gì, thì làm gì. Thì đưa cái này vào đây. Đó. Nên là nếu này, nếu chuột được nhấn thì ta hạ bút. Đây, thầy vào cái bút đây và thầy hạ bút nhé. Đặt bút. Còn nếu không, thầy nhấc bút. Rất đơn giản. Ơi. Em... Ơi. Hình bút chì có sẵn ở trong máy tính rồi mà. Thầy ơi, màn hình em đang đơ này. Lại đơ rồi con. Trời đi ơi. Tổng được cái gì to thầy đơ đâu ạ? À? Gì? Đi tổng được sau đó cái gì thầy? Đây nhá, bây giờ con làm hình này, con đưa vào đây là vẽ luôn này. Chúng ta đưa cái này vào đây nhá, là nó vẽ luôn nên chúng ta quan sát này. Đấy. Thế này là làm luôn này. Thầy bấm vào đây nhé. Này. À chưa xong. À. Đây. Bây giờ là nếu mà chuột được nhấn nhé thì thầy phải di chuyển cái con này này về vị trí của chuột nháy. Thầy làm như sau. Thầy vào cái lệnh này. Đây. Thầy dùng cái lệnh này nhé, là đi tới, đây, đi tới, con trỏ chuột, đấy, thầy đưa cái này vào đây này, tức là nếu mà chuột được nháy thì cái này nó dính vào con trỏ chuột, không, thầy đừng làm vậy, thầy để bên này hơn, thầy để nhé, đấy, và thầy để cái này ở đâu nhỉ, thầy để cái này ra bên ngoài, nó luôn luôn, đấy, thấy không nào? Đấy, thấy luôn lên chuột chưa? Đấy. Đấy, thầy bấm là nó vẽ này. Đấy. Thả ra nó vẽ. Thầy bấm là vẽ này. Đấy, thấy không nào? Bấm là nó vẽ nhé. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Thế cho nó xóa thôi.
À, muốn xóa ta phải lập trình thì mình nó mới xóa được nhé. Thầy bấm liên tục rồi sau đó làm sao thầy? Nó tự vẽ đấy, thấy không nào? Thầy bấm liên tục tự vẽ, thầy bấm chuột là nó vẽ, nhưng vì thầy làm bìa, thầy kiểm tra này. À, thầy sẽ làm cho nó xóa này, bìa như sau nhé. Thì lập trình này, bấm vào phím space thì sẽ là xóa. Đây, thì vào lệnh này. Này thì vào lệnh sự kiện nhé. Thì dùng là khi bấm phím này, đó. Khi bấm phím trắng thì xóa. Thì dùng lệnh là bấm trắng thì vào đây. Đặt nên là xóa tất cả. Đấy, là xóa thôi nhé. Bắt đầu vẽ này, chương trình này. Đấy, vẽ ra chưa? Thầy làm hình vẽ chưa? Bấm space này, đấy là xóa. Đấy, thoải mái chưa? Để to cho dễ nhìn nhé. Không to này. Đấy. Chạy nhá. Đấy. Bấm space này. Đấy. Thầy cho em xem cái phần lập trình được không? Em này, bé này, bé chưa, đấy, bây giờ đây lập trình rất đơn giản này thôi, đấy, các bạn thấy không nào? Thầy ơi, của con nó chỉ có ra mấy cái chấm thôi chứ nó không có vẽ được thầy. Thầy phải là con phải giữ tay nên mới vẽ được, vừa giữ tay vừa rơi chuột thì nó mới vẽ được. Không giữ tay là nó không vẽ được nhé. Con vẫn giữ tay mà thầy. Thế à? Và do đặt cái tâm đó. Đừng giữ mạnh, giữ nhẹ nhẹ thôi, đừng giữ mạnh. Đây thầy làm lại tập kiểm tra thử cho nó chạy được không nhất đây này. Đấy. Đấy, được chưa? Thầy vừa có thầy vẽ bình thường mà. Đấy. Thầy ơi, sao cái của em có lúc nó vẽ được, có lúc nó không vẽ được thầy. Các con phải giữ tay thật chặt và kêu con chuột đừng nhả tay ra, tay luôn giữ vào chuột thì nó sẽ vẽ được. Thấy không nào? Space này, đó. Vẽ vô tư này. Chúng ta vẽ gì chả được. Đấy. Con xem lại đi nhá, còn thế này. Đấy. Nhưng mà thực sự là nó không được. Đấy, con làm đi. Rất đơn giản thôi mà, nó chỉ có một vài lệnh thôi. Thấy chưa? Bấm phím trắng thì nó vẫn xóa được chứ biết vẽ. Con là giữ cái tay con cứ đặt nhẹ lên cái con chuột, giữ nguyên như vậy, đừng thả ra. Sau đó thì dê chuột ở trên bàn ấy là sẽ được nhé. Như đây là cái bài đầu tiên là lúc không á thầy. Bây giờ ghi vào máy là bảng vẽ màu nhé, bảng vẽ này, bảng vẽ. Đấy, một cái phần mềm mà đầu tiên rất đơn giản là bảng vẽ nhé. Đây. Chúng ta chỉ có hai lệnh, hai cái nhóm lệnh rất đơn giản của điều khiển bút chì. Chúng ta đặt tâm bút chì vào đầu của cái. Bây giờ con muốn cho nó là nó mượt nữa nhé, thì làm như này này. Nó sẽ mượt nữa, nó không bị hiện tượng là bấm vào nó không được, là chúng ta đưa cái lệnh đi tới để sang chỗ khác thì nó sẽ mượt hơn. Đây làm như này, thầy làm như sau nó sẽ mượt hơn, con làm theo thầy nhé. Vì thầy vào lệnh sự kiện này, thầy kéo cái này ra, thầy làm một lệnh khác ngang hàng, thầy vào lệnh này liên tục đây, mà thầy kéo cái tới đi tới này ra ngoài này. Đấy, như vậy là hai bên nó không ảnh hưởng đến nhau cả, thấy chưa? Đó. Thì bây giờ nó không bị là ngắt, không bị ngắt nữa, vì nó vào đây luôn này, không bị ngắt qua cái này nữa, được, ba hai là xong với nhau, cho nên là nó rất là nhanh, nó sẽ bìa được, không bị không, nó cũng rất là mượt, nó rất là mượt chứ không như là nó rất là mượt luôn. Đấy. Thầy ơi, nó bấm vô nó màn hình to như thầy đang bấm thì nó vẽ trôi chát, còn để ở ngoài mà có mấy cái code để lập trình thì nó không có vẽ được đó thầy. Vẽ được chứ, như này vẽ được chứ, nó hơi bị thỉnh thoảng nó bị lướt thế thôi, thầy vẫn vẽ được bình thường. Con kéo chậm thôi, đừng kéo nhanh nhá. Đây này vẫn được, ngon lành này. Đấy,
Vẽ được mà. Thôi thế con cứ sử dụng màn hình đã to lên vậy. Đấy, bây giờ ghi lại cái bài này là bài vẫn bằng nãy nhé, ghi lại là bảng vẽ đâu rồi, bảng vẽ đây, ghi lại cho nên này. Đấy, thấy chưa, thấy còn hay không? Rồi, thế bây giờ thầy làm như sau này, thầy cho con làm hay nữa này, thầy sẽ cho phép là điều khiển nét bút ở ngay trên màn hình. Đấy, còn hay nữa này, thầy muốn cho nét bút to ra bé lại là tùy mình, làm được không? Hoàn toàn làm được, làm như sau nhá. Đây, thầy sẽ đặt cái biến nhớ để đặt cái nét bút ở đó. Đây, thầy đây vì thầy lập trình thêm này, thầy tạo một cái biến nhớ. Đây, bấm vào đây thầy tạo một cái biến nhớ có tên là nét bút. Có tên là N đi, gọi là N được, N nhé. N là thầy không N thầy để ở đây này. Xong việc thầy sẽ điều khiển nó như sau này. Các bạn làm cho thầy nhé. N đây thì bấm chuột phải và thầy đặt chế độ là thanh trượt. Đó. Thì nó sẽ điều khiển được cái bút này ở ngay trên màn hình. Thì bấm vào đây. Đó. Đây này nó ra cái này này. Thầy thay đổi nhé. Bây giờ thầy muốn thay đổi nữa này. Bấm chuột phải ở đây. Thì đặt chế độ là thay đổi phạm vi thanh trượt. Và thầy đặt chế độ là nhỏ nhất là để là 1 và to nhất thì để là 20 thôi, không cần chữ 20 là quá lớn rồi. Đấy. Đây này. Đấy nhé. Và thầy làm như sau này. Bây giờ thầy sẽ như sau này, thầy sẽ đặt chế độ bút như vậy ở ngay đây. Đây. Thì là như sau. Thầy mới đặt chế độ như sau, thầy vào cái bút đây, bút vẽ này. Thì đặt kích thước bút vẽ bằng ở đây nhé, thầy để vào trong này cho cùng cái liên tục này này, và thầy kéo cái N sang, kéo cái N này sang. Đấy, thì như vậy là gì? Bút vẽ luôn luôn là bằng N. Vì thầy thử nhé, thầy cho N ở đây này. Đấy, thầy thử nhé. Đấy, to chưa nào? To nhé, bây giờ thầy để cái này nó bé hơn này. Đấy, thì để cho to ra này. Úi rồi, đấy. Thầy có thể điều khiển được cái nét bút thoải mái, phóng to nhìn nhé. Đây, 15 này. Đấy, thấy như nào? Như vậy thầy có thể điều khiển được nét bút ngay trên màn hình luôn. Đây, đấy, thấy không nào? Nét bút thoải mái một chút chưa? Bấm space xóa này, làm lại này. Nét bút được thầy là 4 nhé, là 4 nhé. Thầy tăng nét bút lên này. Đấy. Là 13 này. Tăng tăng là 20 này. Úi rồi, 20 có vẽ ra chẳng được. Vô tư đi. Đó. Thế cho cái này vào đây. Đấy, nhỏ lại. Thấy chưa? Như vậy là chúng ta có thể lập trình là rất là nhiều thứ chứ không phải chỉ có là vẽ được, mà chúng ta điều khiển được cái bút. Để màu được chứ, khó hơn được để màu được chứ. Để màu được hoàn toàn được, con có thể là về nhà con thích thì làm được màu luôn rồi nhé. Thầy sẽ đổi màu là thì là 4 màu nhé, là xanh đỏ tím vàng nhé. Cái màu này là cho là màu xanh như này, thầy sẽ đặt cho nó là đặt cái phím là SCD xanh đỏ tím vàng nhé. Có biết không, biết làm không, rất là dễ mà. Đấy, đặt xanh đỏ trước nhá, thầy vào cái lệnh này này. Ừ, chắc thế. Đây, vào đây thầy chọn cái lệnh này này, bấm phím nhá. Đây thầy đặt là phím là D là đỏ nhá, D này, phím D là đỏ nhá. Còn phím XC là xanh nhé. Ví dụ là được đặt 2 màu thôi cho nó dễ nhé. Xanh đây, XC đây rồi. XC đây nhé. XC đây, XC là màu màu này này nhé. Đây, thầy đặt cái lệnh màu đây. Đây, chọn bút màu đây này nhé. Màu xanh thì đặt là màu này này. Thầy bấm đây này. Thầy bấm ở đây thì chọn màu này. Đấy, màu chính xác là xanh chưa? Rồi.
đây là đỏ này, đỏ nhá, thì đặt là như này đấy, được chưa? Thì mặc định là xanh mà. Thế bây giờ thầy là thầy thử vẽ thử nhé, đây này, để như xanh này, bấm màu đỏ này, đấy, đỏ chưa? Đỏ rồi đấy, bấm xì là xanh này, xanh này, đấy, đỏ này, bấm đây là đỏ nhé. Thế nào, nhưng mà đây là bấm D là đỏ, bấm xì là xanh. Chúng ta có thể đổi màu khác được tùy ý mà. Chúng ta có thể thêm lên là màu tím, màu vàng, tùy các bạn chọn. Mà ta để hai màu thôi. Còn các bạn có thể, nhưng mà chúng ta có thể điều khiển màu bằng cách là ta bấm phím. Bấm phím nhá. Đấy. Đây là một cái bài hoàn chỉnh nhá. Đây là bài bảng vẽ màu nhá. Bảng vẽ màu. Đó. Con làm đi nào. Đây. Được chưa? Đó. Một cái bài tập rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta học có vài buổi thôi, chúng ta có thể làm phần mềm như này, rất rất đơn giản. Được chưa? Em bấm phím thôi thì nó vẫn là màu đen ạ. Từ tìm lại xem nào, từ tìm đặt màu lại chính xác xem nào. Cô thấy làm được cái này ngon lành như này. Đấy. Thấy chưa? Dạ em thưa thầy ạ, thầy nói lại về cái đặt giá trị thanh trượt của vừa biến đấy ạ. Nhá, đây này. Bây giờ thầy làm, thầy ẩn đi cho bạn làm rồi cho bạn xem nhé, thầy làm lại lệnh đặt biến nhé, đây này. Đây nhá. Bây giờ thầy xóa này, xóa đi thật lại từ đầu nhé. Đây, bây giờ thầy xóa này, thầy bấm thầy xóa này, lại từ đầu nhé. Đây. Đặt một cái biến mới này, là N nhé. N, netbook này. Đấy, hiện ra đây nhé. Đó là bắt đầu này. Bây giờ thầy kéo cái netbook vào đây cho nó. Rồi, bước 1 là đây là chế độ hiển thị nhỏ nhất. Bây giờ thầy đang đặt chế độ đọc bình thường, bây giờ thầy đặt chế độ là thanh trượt, thầy bấm chuột phải vào đây và chọn chế độ là thanh trượt, nó sẽ chuyển sang chế độ là thanh trượt, là chế độ là mình có thể điều khiển được cái biến nhớ N này trên màn hình, bấm vào đây nó ra cái này. Đấy. Sau bước thứ hai là mình thay đổi được cái phạm vi thay đổi của biến nhớ, bấm chuột phải vào đây và chọn chế độ là thay đổi phạm vi thanh trượt, bấm vào đây và ở đây thì chọn là cái độ, đây là chính là cái giá trị nhỏ nhất hay là cái thanh bút nhỏ nhất, để là chế độ là 1, còn to nhất là tùy mình thôi, để là 20 hoặc là 15 tùy mình, đừng để to quá thì nó xấu lắm, 20 là vừa vặn nhé, bấm vào đây xong. Như vậy là mình vừa mà làm xong được cái việc là thay đổi được cái cách thể hiện của cái bút vẽ ở đây, của cái em bút đây đó. À, trong chương trình của mình là để ở đây này, đặt kích thước bút vẽ bằng N trong cái vòng lặp liên tục, luôn đi tới con chuột chuột vào vòng lặp, đặt kích thước ở trên, cho nên suy ra là gì, là kích thước của bút vẽ luôn là bằng N, luôn N to cho to ra, N bé cho nó bé lại, và luôn luôn song hành với N. Đây phóng to nhé, chạy này, đấy, được chưa? Thì muốn màu xanh này, bấm xì này, muốn xì là xanh ngay nhé. Tăng bút lên này, đó. Tăng lên nó to ngay, đấy. Tăng nữa này, càng to nữa nhé. Tăng màu đỏ này, bấm D này là đỏ này, đấy. Thấy chưa? Như vậy là một cái bài tập rất đơn giản thôi mà vẽ hình bất kỳ, chúng ta có thể vẽ hình bất kỳ mà chúng ta muốn. Các bạn là họa sĩ hay các bạn thích vẽ nhé, thật đẹp nhé. Thầy thì không biết vẽ đâu mà, thầy chỉ này thôi. Còn các bạn có thể vẽ hình, vẽ chữ, vẽ người. Chúng ta có thể tăng màu lên, không phải chỉ có hai màu. Tăng lên thành màu thêm màu vàng nữa cho đẹp. Đó, hoặc là màu xanh lá cây nữa, tùy các bạn. Nhưng mà cái bút, khi chúng ta di chuyển chuột thì bút luôn di chuyển ở đầu của con chuột, là di chuyển vào chính vị trí của đầu bút, và chúng ta vẽ thì vẽ đứng ở đó. Vì chúng ta đã đổi tâm của bút là vào đầu bút rồi, chúng ta vẽ đúng ở đó luôn. Cho nên là nó rất đẹp luôn nhé.
rất đẹp luôn. Space là xóa. Chúng ta có thể vẽ một con đường như này. Con vẽ bốn màu luôn á thầy. Ừ, tùy các con nhé. Đấy. Đấy. Em bị trăm màu. Thầy ơi. Nhá. Thời gian biến nào. Chúng ta vẽ cái mặt trời ở đây đúng không? Tô màu ở đây. Đấy. Em vẽ ông mặt trời. Các bạn có thể là vẽ được rất nhiều hình ảnh khác nhau được bằng chính phần mềm do mình viết ra, đúng không? Hoặc ta vẽ gì cũng được. Đó, thì thầy chỉ vẽ đường vinh thôi. Vậy này các bạn mang về các bạn khoe bố mẹ hay là khoe ai đó tặng lên tặng ông bà của mình nhé. Như vậy là chúng ta có thể dùng dùng Scratch để chúng ta tạo ra là một cái phần mềm trò chơi rất đơn giản thôi. Được chưa? Rất đơn giản. Thấy hay không nào? Rất là hay đúng không? Đây bật ra thì các bạn ai chưa gõ xong tàu gõ lại nhé, hoặc vào máy của mình nhé cho nó chính xác. Con xong rồi thầy. Ừ. Thầy ơi, thầy coi cái bài con làm ở trong chat điện thoại. Chưa thầy đã xem ở đâu? Con mà nhắc thầy thì mình nhớ, thầy không thầy không thầy không nhớ đâu. Nhá. Yeah. Các con về làm bài tập nhá. Làm bài tập của cái bài số 7, làm tất cả bài tập bài số 7 nhá. Là phần vẽ. Là trang bài tập trang 89 nhá. 89 90 91 nhá. Đó. Dạ. Hôm nay là cái bài là cái học cái bài là vẽ hình nâng cao một chút. Và có thể từ cái bài này cho con có thể học để vẽ thêm nhiều hình khác nữa nhé. Bây giờ giả sử nhé, cái đèn bút này nó nhìn nó vướng quá, cũng chúng ta có thể cách là nó chúng ta có thể là không cần biến đèn N này vẫn có thể tăng giảm đèn bút được không? Được đấy. Thực ra là chúng ta có quyền làm như vậy mà không cần phải dùng biến đèn N này, vì biến đèn N này có cái hay của nó nhưng mà nó có nhược điểm là nó chiếm mất màn hình, chiếm mất cái vùng màn hình, không vẽ được ở đó được. Thì biệt thì muốn là ẩn màn này, ẩn cái màn này đi, không hiện N nữa, nhưng mà chúng ta vẫn được chuyển đến nút. Thế mới hay cơ. Làm thế nào? Thật làm cho bạn xem nhé. Mở rộng hơn một chút nữa thôi là chúng ta sẽ ẩn đây. Chúng ta ẩn. Chúng ta lập trình nhé. Chúng ta ẩn cái này đi. Đó. Nhưng vẫn điều khiển được netbook. Bây giờ thầy quyết định nhé. Thầy quyết định là thầy sẽ dùng cái phím lên thì tăng netbook. Phím giảm thì giảm netbook. Làm được không? Đây. Làm như này. Rất đơn giản thôi. Chúng ta vào lệnh này. Chúng ta vào sự kiện. Chúng ta vẫn vào lệnh này, bấm phím thôi. Chúng ta chọn lại phím lên. Mũi tên lên. Lên nhé. Và mũi tên xuống. Mũi tên lên là chúng ta sẽ mũi tên xuống. Mũi tên lên là chúng ta tăng đến bút. Mũi tên giảm là giảm đến bút. Làm như nào? Chúng ta vào biến số và chúng ta đặt chế độ là thay đổi. Đây. Thay đổi N. Đây. Thay đổi lên 1 là tăng đến bút. Còn ta để là N thay đổi là trừ 1 là giảm nét bút. Đấy, thế thôi. Và bây giờ chúng ta không cần phải ấy nữa. Chúng ta không cần phải cái bút ở trên màn hình nữa. Và chúng ta, tới đây chúng ta thử nhé. Chúng ta chỉ việc tăng giảm là được. Đây, chúng ta bật chạy lại này. Chúng ta từ đầu nhé. Chúng ta bật to nhìn nhé. Đây này. Chúng ta giảm nét bút này. Đấy, giảm bé hẳn này chưa? Tăng lên này. Đấy, tăng lên nhé, tăng lên rất nhanh luôn, giảm này, tăng này, đấy, ta đổi ra màu xanh này, giảm này, đấy, chúng ta chỉ việc mà bấm nhẹ vào cái phím lên xuống là nó tăng lên thôi, tăng giảm được, đấy,
được chưa? Rất là hay. Thì chúng ta được, chúng ta quan sát được toàn bộ màn hình, không bị vướng chỗ nào cả. Nhưng mà phím lên xuống là phím dùng để gì? Phím lên xuống là phím dùng để tăng giảm kích thước của bút. Đây, loại này đây. Thầy ơi, con không hiểu, thầy hướng dẫn lại giùm con đi thầy. Hướng dẫn lại cái gì? Đây này này này, chúng ta gõ đây này thân này. Một khi bấm phím mũi tên lên thì thay đổi n một lượng là 1. Còn khi bấm phím mũi tên xuống thì thay đổi đặt xin lỗi, bên cần một ra thay đổi chứ. Thì thay đổi n một đoạn một lượng là -1. Đấy. Tăng lên chưa nào? Đấy, tăng lên từ từ này, giảm này, giảm từ từ này, đấy. Tăng từ từ này. Giảm là âm 1 đúng không thầy? Đúng rồi, giảm là âm 1. Còn tăng thì là dương 1. Rất là giảm. Các bạn ghi cái bài này lại nhá. Thầy vẫn ghi lại cái bài này, cái bài là bảng vẽ màu đẹp nhá. Được chưa? Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Đấy, cái bài này con về nhà làm lại cẩn thận nhé. Thầy ơi. Ơi. Thầy ơi là gì? Thầy mở lại cái chỗ này. Chỗ mà ẩn cái n nó cho con coi thử. Con lại rồi. Thế này bấm đây là ẩn đây này. Cái chỗ này là bật lên là bấm đây là hiện nhá. Bấm đây là ẩn này. Đấy, coi gì đâu. Cái chỗ này là con nút là bấm vào đây là hiện này, bấm đây là ẩn này. Cái gì? Thế này là lại như này. Đây là tăng giảm nét bút đấy. Tăng giảm n thôi là tăng giảm nét bút nhé. Thầy, ao ra được rồi đúng không thầy? Gì? Học xong rồi đúng không thầy? Ừ, xong rồi, chúng ta nghỉ nhá. Dạ. Con đi thầy. Rồi, chào các con nhé. Chào thầy ạ. Ừ.